vô chư phân biệt. Vô chư phân biệt tức là không hai. Trong kinh điển Đại Thừa nói là như, ý nghĩa là như. Pháp giới lý thể bất nhị bình đẳng, cố vân như. Biến pháp giới hư không giới là một lý. Lý thể chính là pháp tánh, tức là tự tánh. Chư pháp giai như, cố vân như như. Chư pháp là nói tất cả hiện tượng, tất cả hiện tượng không rời tự thể. Tự thể là như, còn hiện tượng thì sao? Hiện tượng sao không như được? Nếu nó bất như, làm sao nó có thể hiện tướng? Cho nên các pháp đều như. Người giác ngộ biết được tự tánh là gì? Tất cả pháp, chẳng có pháp nào không phải tự tánh. Cho nên gọi là như như. Đại Thừa Nghĩa Chương viết: bỉ thử giai như. Thử là mình, ngoài mình ra còn gọi là bỉ. Biến pháp giới hư không giới, trên từ chư Phật Như Lai, dưới đến địa ngục A Tỳ, cùng với ta là một thể, một tự tánh. Cho nên nói đều như. Tướng như tánh của nó, tánh như tướng của nó. Người xưa đối với việc này đây là trong kinh thường dùng, dùng vàng và kim khí để làm ví dụ. Vàng ví cho tự tánh, đồ trang sức bằng vàng được ví cho pháp tướng. Vàng là thể, làm ra trang sức là tướng, đều làm từ vàng. Làm vòng, làm dây chuyền, làm tất cả đồ trang sức. Chúng tôi có tham quan qua, tôi thấy ở Đài Loan, nghe nói ông ta ở Hàng Châu chuyển công ty đến Hàng Châu. Ông ta làm đồ trang sức, đồ trang sức giả, mạ vàng. Tôi cảm thấy đẹp hơn đồ trang sức thật nữa. Giá cả rất rẻ, có mất cũng không tiếc lắm. Cho nên lượng tiêu thụ của ông ta rất khả quan. Vì sao vậy? Vì ai ai cũng thích, rất rẻ, mạ bằng vàng thật. Tôi đi tham quan phòng triển lãm của ông ta, hình như có khoảng gần 20.000 loại, kiểu mẫu không giống nhau, khi xếp ra rực rỡ muôn màu. Hôm đó đi theo tôi có mười mấy người. Chúng tôi đến phòng triển lãm, tôi nói mọi người: quý vị xem thử, trong kinh này nói lấy vàng làm đồ trang sức, đồ trang sức đều là vàng,
Chẳng phải quý vị đã thấy rồi đó sao? Vàng ở đâu, nhặt một thứ lên đều là vàng. Một thể đấy. Quý vị thấy được là một hai vạn loại kiểu mẫu không giống nhau. Một chữ là bao quát rồi. Vàng toàn là vàng. Vàng tượng trưng cho tự tánh. Những khí cụ này tượng trưng cho pháp tướng. Pháp tướng và tánh là một không phải hai. Pháp tánh như, pháp tướng cũng như. Các pháp đều là như. Đây gọi là như như.